Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần đến với quý vị qua sự biên soạn của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông. Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa ông, Miley xin được bắt đầu ngay vào cái đề tài rất là nóng trong tuần vừa rồi, đó là Tổng thống Donald Trump. Ông đã đi khám bệnh tổng quát cho cái năm đầu tiên của ông. Và có nhiều người nói rằng là Tổng thống không được mạnh khỏe lắm. Hình như đầu óc ông ta bắt đầu lẩn lẩn nên nhiều lúc ông ta xuất hiện tới quần chúng. Với quần chúng thì ông ta thường hay nhắc đi nhắc lại những gì ông ta vừa mới nói. Rồi ông ta có tật ham ăn mấy cái hamburger rất nhiều chất mỡ. Do đó thì không biết là cái kết quả khám sức khỏe của ông có như là dư luận đồn đãi hay không, thưa ông? tôi lấy làm là tôi sốt, tôi bị cảm 2-3 tuần này không ai nhắc nhở, mà ông Trump thì ông không cảm gì, thấy ông khỏe mạnh như vậy mà biết bao nhiêu người nói tới thì tôi lấy làm là. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ ra mới thấy là bên cái phía mà dân chủ và bên phía truyền thông phe tả đó, quý vị thấy á, họ hơn một năm nay họ moi mãi mà không ra được cái điều gì để nói bằng chứng là ông Tổng thống Trump là câu kết với Nga. Thì bây giờ moi mãi không có, thì bây giờ họ lại móc. Hết moi thì bây giờ móc chuyện gì? Họ móc cái chuyện sức khỏe của ông ra để mà hạch thoại. Quý vị biết là trước đây cũng có một hai anh thượng nghị sĩ hay là dân biểu cũng nói là ông Trump là tâm thần, thành nó đòi là dùng cái điều kiện đó để mà tốt kế ông Trump. Nhưng mà chính ngay cái phe dân chủ hồi đó họ cũng không có đồng ý nữa. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy là bên cái phe tòa tả khuyên nhất, họ lại làm lớn chuyện này, nhất là qua cái cuốn mà Fine Fry của Michael Watt đó, thì trong đó nói là ông Trump là bị tâm thần. Đấy, thành ra bây giờ đó, bởi vì họ nói như vậy cho nên bên ông phe ông Trump ấy, thay vì nếu như mà gặp những người khác, bây giờ nếu gặp tôi thôi mặc kệ nó, mắc ngớ gì mà phải lên tiếng. Nhưng mà ông Trump ông đã cho một cái ông doctor, tức là ông phó đề đốc Ronnie Jackson, tức là phụ trách về sức khỏe riêng của tổng thống đó, thì hôm thứ ba vừa rồi là ông phó đề đốc này đã phải ra trước báo chí. Mà quý vị biết cái buổi mà điều trần về cái sức khỏe ông Trump nó kéo dài nghe là rất là dài, tức là tôi nghe mấy tiếng rồi đó, mấy giờ đó, mà nghe là mấy báo chí cứ hỏi quý vị biết. Họ hỏi là ông ăn uống làm sao, kiêng cử làm sao, tập luyện thể dục làm sao, máu cũng có mỡ, có gì đâu. Nghĩa là họ hỏi rất là sâu về cái sức khỏe của ông Trump, để coi từ ông Trump trong cái cơ phận, trong cái người ông Trump có cái cơ phận nào mà không có ổn hay không. Thì rõ ràng là ông bác sĩ Jackson thì ông nói vào sức khỏe ông Tổng thống Trump 71 tuổi rất là hoàn hảo, ông dùng chữ hoàn hảo, perfect. Và vì riêng về cái điều mà người ta gán cho ông ấy, thì ông bác sĩ đã nói rằng là cái khả năng suy đoán, khả năng nhận định của ông Trump không có điều gì đáng lo ngại cả. Rồi tiếp theo trong cái buổi lê thê đó thì quý vị biết họ đặt ra hàng chục câu hỏi của phóng viên, họ đặt ra thì ông bác sĩ đặt phải nói rất là cặn kẽ về các mục, như giống như là một cái buổi mà gọi là giải trình về kết quả khám nghiệm y tế vậy đó. Và ông cũng xác nhận rằng là chỉ có ông Tổng thống Trump chỉ có hơi cao cái mức cholesterol một chút mà thôi, và cơ thể về cái chỉ số về cơ thể đó thì ở trên mức bình thường, tức là có triệu chứng mập phì thì không có, nhưng mà hơi nặng cân, nghĩa là nói là ông thay là ông bớt được khoảng chừng 10-15 pound là vừa đấy. Thì ông bác sĩ cũng cho hay rằng là ông bác sĩ đã không có cái chuyện mà không có cái tính cái chuyện mà ra xét tất cả những sức khỏe ông Trump là về thuộc về não bộ của ông Trump, nhưng mà chính ông Tổng thống Trump đã yêu cầu bác sĩ cũng phải làm cái đó và cho cái kết quả về cái hệ thống não bộ của Tổng thống là sao. Thì ông bác sĩ cũng xác nhận là hệ thống não bộ của Tổng thống rất là tốt. Ông nói như sao? Tôi không tìm ra lý do nào để cho rằng Tổng thống có vấn đề gì trong trí não của ông ấy cả. Thì cuộc thử nghiệm về này đó gọi là cuộc thử nghiệm là Montreal Cognitive Assessment, tức là về nghĩa là quay cái khả năng mà suy luận, khả năng mà trong cái đầu óc phán đoán đó,
thì ta cho kết quả ông Tâm là đạt 30 trên 30, có nghĩa là tốt nhất. Và ông bác sĩ cũng nói là ông Tâm không có cái hiện tượng gì, cái bệnh gọi là Alzheimer, tức là bệnh mà suy giảm trí nhớ của người già cả. Thì thưa quý vị, ở Mỹ bao nhiêu năm quý vị biết là tất cả những cái chi tiết liên quan đến tình trạng sức khỏe một người, đó là vấn đề riêng tư, đó là vấn đề kín đáo. Ngay cả quý vị đó, mà vấn đề sức khỏe quý vị mà muốn cho người phối ngẫu biết đó, thì bác sĩ cũng phải đòi hỏi là quý vị đồng ý ký một cái văn bản để mà bác sĩ sẽ thổ lộ cho cái người bạn đời quý vị biết. Huống chi đây là một ông tổng thống mà ấy, thấy một cái cơ quan truyền thông này sau khi họ rêu rao là ông tổng thống Trump bị kém về tâm thần này, bị suy đồi về thể lực này, và đã đến nỗi mà một ông tổng thống mà phải đưa một bác sĩ riêng ra trước công chúng để mà khai báo những cái chi tiết về cái bệnh tật của ông ta. Thì sau đây tôi cũng có một cái số chi tiết về cái sức khỏe của ông Trump, bởi vì đã đưa lên đó rồi, đã đưa lên truyền hình rồi, thì bây giờ tôi có nói ra cũng không có vi phạm cái vấn đề riêng tư nữa. Thì ông tổng thống Trump anh nặng là 239 pound, tức là so với trước đây khi mà ông chưa làm tổng thống á, thì hiện nay ông tăng thêm có 3 pound thôi. Và ông cao 6 feet 3 inch, và theo cái chỉ số mà về khối lượng thể chất á, thì đang ở mức thấp của tình trạng mập, tức là nó nằm ở, tức là nó vượt qua cái vượt qua cái khung của bình thường, mà nó chỉ hơi một chút mập mà thôi. Cho nên ông bác sĩ cũng đã đặt cái mức là ông Trump phải giảm chừng 10 pound trong thời gian tới, và ông sẽ điều chỉnh lại tất cả các cái máy tập thể dục ở trong phòng tập cho phù hợp với tình trạng của ông Trump, và cũng coi như cái việc ăn uống của ông Trump là có theo một cái tiêu chuẩn kiêng khem để cho cái cân nó không lên nữa. Còn cái mức cholesterol á, thì thưa quý vị, năm 2016 thì là ở mức là 169, năm này nó tăng lên đến 233, tức là hơi nhiều. Áp suất huyết á, thì nó là 122/74, tức là tốt lắm rồi đó. Và chỉ có một cái điều mà đáng phàn nàn, ông tổng thống Trump ông ít ngủ quá, mỗi đêm ông ngủ chừng 5-6 giờ mỗi một đêm mà thôi. Thì người già thì thường thường ít ngủ, cái chuyện đó cũng đương nhiên thôi. Bản thân tôi nhiều khi tôi ngủ có 4-5 tiếng, 6 tiếng là nhiều. Đấy. Còn về tim mạch thì với ông Trump, cái độ tuổi 71 của ông thì tim mạch của ông rất là tốt. Nhưng mà trong cái buổi điều trần đó thì có cái ông bác sĩ Sanjay Gupta, tức là của đài CNN, ông là người Ấn Độ đó. Thì ông lại moi ra, ông bảo là so năm ngoái thì cái tim mạch của ông Trump xấu hơn. Không biết ông có khám cho ông Trump không, ông dám nói như vậy. Rồi ông này cũng còn vặn vẹo là hỏi ông đốc tớ của ông Trump á, là cái độ calcium ở trong mạch của tổng thống bao nhiêu nữa cơ. Tôi hỏi đến cái chi tiết như vậy. Thì thưa quý vị, chính ông tổng thống đã quyết định là cho việc bác sĩ tường trình sức khỏe của mình. Và ông bác sĩ đã xác nhận là ông đã nói tất cả những điều mà bên báo chí muốn biết và không che đậy một điều nào cả. Và cái cuộc xét nghiệm hàng năm vừa rồi là chính do bác sĩ Jackson thực hiện tại Trung tâm Quân y Quốc gia ở tại Walter Reed ở Maryland hôm thứ Sáu tuần trước đây. Và thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị cũng nghe trên đài có nói đến ông thượng nghị sĩ Cộng Hòa, chứ không phải Dân Chủ đó, ông này là Cộng Hòa, ông Jack Flake. Ông này buồn cười, ông lại ví ông Tổng thống Trump với ông Stalin. Quý vị biết Stalin là ai rồi thì ông Stalin là một cái tay đồ tể cộng sản, đã thủ tiêu hàng triệu người, đầy hàng triệu người đi Siberia, đã ám sát biết bao nhiêu đồng chí của họ. Thì tôi không hiểu là cái ông thượng nghị sĩ này học thức ở đâu, hay là ở hành tinh nào từ trên hỏa tinh mới xuống hay sao mà không biết đến Stalin, mà lại đi so sánh ông tổng thống Trump với Stalin. Thì thưa quý vị thấy ông tổng thống Trump từ ngày ông lên đến giờ có, ông đã thủ tiêu bao nhiêu người, ông đã đầy bao nhiêu người đi Nevada, ông đã ám sát bao nhiêu người. Tôi thấy đi so sánh một ông tổng thống Trump không làm một cái điều gì sai quấy đối với người công dân Mỹ với một cái tên đồ tể cộng sản, thì tôi thấy đúng là, thưa quý vị, phải nói là nghe những cái chuyện đó, có nhiều người họ ngồi, họ nghe, họ đã phải buột miệng, họ dùng hai chữ BS. Và thưa quý vị, quả thực, đó là chuyện rất là rủi bu, thưa cô. Dạ, thưa ông vừa mới nói là bác sĩ được kiểm nhiệm một cách rất là kỹ càng, nếu mà Ly không lầm là kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ, để coi các cơ phận trong người có gì bất ổn hay không. Thì Miley nghĩ rằng
chỉ có một cơ phận trong người của Tổng thống Donald Trump là bất ổn, đó là cái miệng của Tổng thống đó thưa ông. Nên ông Tổng thống đã làm cho phía bên tả người ta phải điên lên vì cái miệng của ông được. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về với vấn đề ông Steve Bannon tuần vừa rồi qua cái cuốn sách Fire and Fury đã ra thị trường, đã khiến cho tên tuổi của ông Steve Bannon được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thì thưa ông, trong tuần vừa rồi, nếu Miley không lầm, thì giữa ông Steve Bannon và ông điều tra đặc biệt, tức là ông Robert Mueller, có đưa tới một cái sự thỏa thuận nào đó phải không ạ? Vâng, thưa cô, tuần trước hình như tôi có nói chuyện là ông Steve Bannon này đã bị khai ở trong cái cuốn Fury and Fire. Thì quý vị cũng nhớ là ông Bannon này trước đây là trong cái nhóm thân cận của ông Tổng thống Trump và đã vào tòa Bạch Cung cái thời gian ông Trump mới nhậm chức. Nhưng mà sau đó cũng chính vì cái ông Bannon này này, ông cũng biết cái bản tính ông sao, ông gây nhiều cái chuyện xáo trộn ở trong Bạch Cung cho nên đã bị ông Tổng thống Trump bãi chức. Thì ông Bannon này nằm trong cái danh sách điều tra của ông Robert Mueller cũng như là ông Paul Manafort. Thì quý vị biết là cái việc mà ông Bannon này á, là bây giờ đó, thay vì là phải ra trước một cái gọi là đại bồi thẩm để mà trả lời về những cái việc mà ông Mueller buộc cáo buộc trong, thì bây giờ vừa rồi thì ông Bannon này đã thương lượng được với ông Mueller là không phải ra trước đại bồi thẩm nữa, mà chỉ là một cái cuộc thẩm vấn riêng với ông Mueller mà thôi. Đấy. Thì thưa quý vị, đó là cái việc mà nói là ông Bannon đã có liên quan đến những cái việc mà Nga câu kết với ban dân chủ của ông Tổng thống Trump. Thì trong cái lúc đó ông Paul Manafort thì đã bị buộc tội rồi. Đã bị ra là cáo buộc tội rồi, bây giờ chỉ còn chờ ra tòa thôi. Còn cái cuộc thẩm vấn mà giữa ông Robert Mueller và ông Bannon này thì chưa biết sẽ diễn ra vào ngày nào. Nhưng mà trong cuộc thẩm vấn này thì ông Bannon được quyền là đưa ông luật sư vào. Còn nếu mà ra đại bồi thẩm thì không có luật sư đi kèm bên cạnh được. Thì quý vị biết là ông Tổng thống Trump phải nói là ông rất phiền lòng vì cái ông Bannon này. Bởi vì ông Bannon cũng có những cái lời bình phẩm về gia đình của ông Trump mà đã để cho cái ông Ward đó lợi dụng ghi vào trong sách Fire và Fury. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn nói trong cái cuốn đó là toàn những cái chuyện mơ hồ và nói xấu về cá nhân là gia đình ông Trump. Chứ không phải là một cuốn sách mà gọi là phê bình ông Trump về cái đường lối chính sách gì cả. Thì cái đó chúng ta cũng biết rằng nó giống như nằm trong một cái chương trình, một cái kế hoạch để mà hạ bệ ông Trump mà thôi. Thì còn ngoài ra quý vị cũng biết là trong cái nhóm ông Trump cũng có hai thành viên khác, tức là trước đây là ông phụ tá chánh văn phòng là ông Rick Dearborn và ông trưởng ban vận động ông Corey Lewandowski thì cũng đã bị triệu tập ra trước một ủy ban quốc hội hôm thứ Tư. Nhưng mà cái cuộc khai báo này thì cái cuộc mà điều trần này thì cũng không cho báo chí tham dự, thành ra chúng ta không biết được cái chi tiết đó. Thì hiện nay quý vị biết là cái Ủy ban Tình báo Hạ viện đang thực hiện một cuộc điều tra về vấn đề Nga. Còn ngoài ra có hai cuộc điều tra riêng rẽ khác, đó là hai việc điều tra của ông Robert Mueller. Và tôi nghĩ đây cũng là một chuyện dài, cho nên có lẽ là trong thời gian tới tôi cũng có nhiều dịp để mà trình bày với quý vị hơn. Vâng, thưa ông, như vậy thì Miley xin mời ông quay về Quốc hội của Hoa Kỳ. Thưa ông, cái vấn đề mà tài khoản hoạt động cho chính phủ đó, không biết là nó cứ lơ lửng như thế này cho tới bao giờ, thưa ông? Vâng, thưa tôi cũng lấy làm lạ, tức là không hiểu là cái những người ở trong Quốc hội họ đặt quyền lợi của chính phủ, tức là của đất nước, lên trên quyền lợi của những người bất hợp pháp hay không. Mà cho đến giờ phút mà tôi soạn cái bài này để mà nói chuyện với quý vị đó, thì cái vấn đề mà gọi là cái tài khoản để mà duy trì hoạt động cho chính phủ đó, tạm thời cho chính phủ đó, là nó chỉ mới được thông qua ở Hạ viện, còn Thượng viện thì chưa biết kết quả ra sao. Tức là vào cái giờ phút này, còn ngày mai mà nó thay đổi thì tôi xin là cô Mandy sẽ loan báo trên đài sau. Thì thưa quý vị biết là
tính đến tối thứ sáu là cái tài khoản để mà cho hoạt động của cơ quan chính phủ là chấm dứt. Nếu mà Quốc hội không thông qua thì các cơ quan chính phủ phải đóng cửa, trước hết là đóng cửa các cái viện bảo tàng, các công viên, các nơi này nọ, rồi sau đó sẽ đóng cửa đến các cái văn phòng làm việc nữa. Thì cái chuyện này á, là rất là cấp bách, bởi vì cái cấp bách nhất là vấn đề quốc phòng. Quân đội đang chờ, nếu mà quân đội bị đóng cửa, tức là không hoạt động, thì thưa quý vị, đó là vấn đề quốc phòng lâm nguy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bên cái phe dân chủ trong Hạ viện, họ dùng cái vấn đề tài khoản này, họ giữ cái tài khoản này làm con tin. Bởi vì trước khi mà họ muốn thông qua cái tài khoản này thì họ đòi hỏi cái phía bên Cộng Hòa hay phía ông Trump là phải đồng ý cho họ, giải quyết cho họ cái vấn đề mấy đứa con nít mà bất hợp pháp đó, phải thỏa thuận cho họ, thì họ mới mở cửa để mà bỏ phiếu cho cái tài khoản này. Quý vị thấy hai cái vấn đề nó khác nhau xa lắm. Vấn đề tài khoản này là vấn đề sinh hoạt quốc gia, vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề làm việc để mà phục vụ cho người dân trong nước. Còn cái việc mà DACA, tức là mấy cái đơn nhỏ đó, nó không có chính dứt gì đến cái vấn đề này hết, nhưng mà họ đã dùng cái vấn đề tài khoản này làm con tin, họ buộc chính phủ phải nhượng bộ cho họ về DACA thì họ mới mở cửa để mà thông qua cái tài khoản này. Đó thì quý vị thấy, tức là họ đã đặt cái quyền lợi của 1 triệu cái đứa nhỏ mà bất hợp pháp ở tại đây lên hàng đầu, nó lên trên quyền lợi của đất nước này. Thì trong cái tuần trước chúng tôi cũng có trình bày quý vị là trong cái cuộc họp chung giữa các nhà lập pháp và ông Tổng thống Trump, trong đó có cả hai đảng, thì ông Trump cũng đã có một cái nhượng bộ là sẵn sàng để mở cửa cho một số cái đứa trẻ này được nhập quốc tịch. Nhưng mà hai cái việc khác đi theo đó là ông dứt khoát là không có nhượng bộ, đó là việc là phải xây dựng cái bức tường biên giới và cái việc ông tiếp tục hủy bỏ cái việc di dân theo kiểu di chuyển. Nhưng mà bên phe dân chủ thì dứt khoát là phải gia hạn cái chương trình DACA này. Mà thưa quý vị, nếu không gia hạn thì vào cuối tháng 3 này, cái đám DACA này nó sẽ bị hết hiệu lực, tức là nó sẽ bị đuổi về nước. Thì thưa quý vị, chiều hôm nay tôi có đọc một số báo tại địa phương, thì hóa ra tôi đọc tôi mới hiểu rằng người ta bảo vệ cho DACA này cũng chỉ vì cái đồng tiền mà thôi thưa quý vị. Bởi vì họ đưa ra danh sách những cái đứa nhỏ hiện nay đang làm việc tại công ty này, công ty nọ, đang làm lợi cho Hoa Kỳ đồng này đồng nọ. Thưa quý vị, cái đó nó không có đáng bao nhiêu. Cái đám DACA mấy trăm ngàn đó thì chỉ có độ khoảng, chắc cũng chỉ có một vài chục ngàn là có đi làm việc, thì đem lại cái lợi nhuận cho kinh tế Hoa Kỳ không có bao nhiêu cả. Nhưng mà họ lại lấy cái lý do đó để mà họ bảo vệ cho DACA. Họ bảo nếu mà giải quyết cái vụ DACA theo cái chiều hướng ông Trump thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ mất đi một số quyền lợi này nọ. Tức là đúng ra họ chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Nhưng mà trong cái thực tế đó, thưa quý vị, họ chỉ nghĩ đến cái lá phiếu của những người mà sẽ bầu cho họ trong cái thời gian tới mà thôi. Thì thưa quý vị, bởi vì vậy cho nên tôi nói, nếu mà không giải quyết kịp thời thì cơ quan nhà nước sẽ phải cường lại. Và cái vấn đề quan trọng là vấn đề quốc phòng, trong khi chúng ta đang đối đầu với hiểm họa của chiến tranh. Đấy. Thì cũng một tin rất là đáng nói, rất là đáng buồn, tức là trước đây chúng ta thấy ở tiểu bang Alabama thì đã có một ông dân chủ đắc cử thống đốc, và vừa rồi thì lại thống đốc tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie hết làm rồi thì lại bầu cử mới, và lại tiếp tục là sẽ có một ông dân chủ, tức là ông Phil Murphy đã vừa thắng cử, tức là phe dân chủ họ có thêm 2 thống đốc. Thì đó là một điều mà chúng ta cũng rất là đáng buồn, bởi vì ông Murphy này là người tả khuynh, và ông này chủ trương sẽ nâng cái tiểu bang New Jersey thành một cái tiểu bang bao che di dân bất hợp pháp, giống như ông thống đốc Jerry Brown của California đó thưa cô. Vâng, thưa ông, kế đến là về vấn đề của Palestine đó thưa ông. Trong thời gian vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm rất là nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà nhất là về phía bên Bộ Ngoại giao, những cái viện trợ cho quốc gia khác. Thì nếu chúng tôi không lầm là Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu cắt giảm viện trợ cho Palestine, phải không thưa ông? Vâng, thưa cô. Cô và quý vị thấy đó, Palestine đâu phải là đồng minh của Mỹ. Đồng minh của Mỹ là Israel. Nhưng mà Mỹ vẫn bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mà viện trợ cho Palestine, cho người tị nạn Palestine.
những cái điện tờ này, thưa quý vị, không phải là trực tiếp từ Mỹ đi tới cái người thụ hưởng từ đảng Palestine, nhưng mà đi qua một cái tổ chức gọi là tổ chức cứu trợ quốc tế của Liên Hợp Quốc, tức là UNRWA. Thì từ bao lâu nay Mỹ mỗi năm là chi độ khoảng 360 triệu cho tổ chức này, mà chia làm 3 lần, tức là coi như là mỗi 4 tháng thì đóng góp 120 triệu. Nhưng mà hôm thứ Ba vừa rồi thì Hoa Kỳ đã tuyên bố cắt đứt cái lần đóng góp từ 120 triệu xuống còn có 60 triệu mỗi lần mà thôi, tức là cắt đi một nửa. Bởi vì theo lời giải thích của Tổng thống Trump và Bộ Ngoại giao thì coi như là những người thù ơn, những người thụ nhận cái tiền này đã tỏ ra vô ơn. Quý vị nhớ là khi mà ông Tổng thống Trump ông tuyên bố, không phải ông tuyên bố thừa nhận mà ông lật lại cái sự thừa nhận thủ đô Jerusalem của Do Thái. Cái điều này từ trước đến nay bao nhiêu đời Tổng thống đã thừa nhận và quốc tế cũng coi như thừa nhận trên thực tế, trên pháp lý. Thì quý vị biết là chính người dân Palestine họ đã biểu tình đốt cháy và họ đã chà đạp lên lá cờ Mỹ để phản đối. Thì tại sao họ đã chà đạp lên cờ mình mà mình cứ tiếp tục mình cho tiền họ? Bởi vì vậy cho nên cái việc mà cắt giảm này là cái việc được giải thích là tại vì họ vô ơn. Và một phần nữa là cái quyết định này là cũng nhằm để thúc đẩy nhà chức trách Palestine đòi hỏi họ nên tham gia vào cái diễn hòa bình cho hai bên thương lượng, hai bên Israel và Palestine. Mà thưa quý vị, cái cuộc tranh chấp nó diễn ra từ hàng chục năm nay rồi và nó đẫm máu rất là nhiều. Mà nếu mà không có giải quyết thì nó còn tiếp tục mãi, mà tôi cũng nghĩ là cũng rất là khó giải quyết. Thì cái ông chủ tịch nhà nước Palestine, tức là ông Mahmoud Abbas, thì ông lại cho là cái đề nghị hòa bình của Mỹ là cái tát vào mặt Palestine. Tại vì là coi như là đề nghị cho nước Do Thái là một quốc gia và Palestine là một quốc gia. Nhưng mà cái chủ trương Palestine là nó muốn diệt, cũng giống như Iran, nó muốn diệt cái Do Thái kia mà. Đấy. Thì thưa quý vị thấy là từ trước đến nay Hoa Kỳ luôn luôn dẫn đầu đi rất xa các nước trong các cái khoản tiền viện trợ nhân đạo cho các tổ chức, các quốc gia trên thế giới, vừa bạn mà ngay cả vừa thù, Hoa Kỳ cũng bỏ tiền nó cho nữa. Thì vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Heather Nauert đã tuyên bố rằng các nước khác ngoài nước Mỹ cũng phải bỏ tiền ra, cũng phải rộng thêm tay chứ không thể cứ nhìn vào cái túi tiền của người Mỹ mãi được. Và riêng về vấn đề Palestine này thì phải được giải quyết, chứ không cứ để nguyên cảnh cứ dằn co như thế này thì cứ phải luôn luôn khi nào cũng có hàng chục triệu người Palestine phải sống tạm bờ trong các trại tị nạn và quốc tế cứ phải bỏ tiền ra chi để nuôi hoài như vậy được, thưa cô. Vâng, họ chửi thì họ cứ chửi, nhưng mà Mỹ cứ phải chia tiền thì họ mới vui. Dạ vâng, thưa, đó là sự thực tế của ngày hôm nay. Thưa ông, xin ông quay về với tình hình ở bên California. Thưa ông, trước đây thì có rất nhiều người đàn bà ở Mẹ Tây Cơ, họ phải chuồn qua biên giới trước khi họ săn. Thì theo chiều hướng mới bây giờ thì chúng tôi được biết là có rất nhiều người Á Châu cũng làm sao đi qua Mỹ khi họ có bầu và họ sinh con tại nước Mỹ này. Thì xin ông vui lòng cho biết là cái nhóm người Á Châu đó là người nào và lý do tại sao lại làm như vậy, thưa ông? Vâng, thưa cô, trong cái chương trình hôm nay tôi sẽ bàn tôi. Trong sau cái mục này thì tôi sẽ nói qua về cái đường lối mà muốn là cai trị thế giới của Trung Cộng. Và cái kỳ sau thì tôi sẽ nghiên cứu để tôi sẽ trình bày quý vị biết là Trung Cộng đã xâm lăng Hoa Kỳ rồi, chứ không phải không, nhưng mà xâm lăng bằng hình thức mềm, chứ không phải xâm lăng bằng quân sự. Thì thưa quý vị, cái mà cô vừa đặt ra đó là bây giờ họ là xâm lăng bằng hình thức các sản phụ. Bởi quý vị biết là Hiến pháp Hoa Kỳ có một tu chính án vào ngày 14 tháng 9, tu chính án 14 ngày 9 tháng 7 năm 1868, cái tu chính án này quy định rằng những cái người nào mà sinh ra trên đất Mỹ thì đương nhiên là công dân Hoa Kỳ và là công dân của tiểu bang nơi họ sinh ra. Và cái đất Mỹ để được hiểu là không phải là chỉ trên đất liền mà cả trên không phận, tức là trên chiếc máy bay, bay trên không phận Mỹ hoặc trên hải phận Mỹ khi họ vào hải phận Mỹ. Thì những cái đứa bé mà sinh ra trong cái điều kiện đó thì được đương nhiên là công dân Hoa Kỳ. Và nó chỉ có một cái ngoại lệ là nó có một cái điều cũng đặc biệt nữa, quý vị cũng cần biết đó là có một cái điều 8 khoảng 140 ở trong luật pháp liên bang thì có ghi là những đứa trẻ nào dưới 5 tuổi
mà thấy lang thang ngoài không ai biết cha mẹ là đâu, nhưng mà nó lang thang trên đất Mỹ thì cũng được coi là công dân Mỹ luôn. Đấy, tức là không biết cha mẹ đâu, quý vị thấy một đứa bé nào nó lang thang ngoài đó, coi như đó dân Mỹ, ngoài trừ khi mà trong thời gian từ 5 tuổi cho đến 21 tuổi đó mà không chứng minh được nó sinh ra ở nước khác thì nó đương nhiên là dân Mỹ. Còn nếu mà chứng minh nó là thằng nó sinh ra Việt Nam, có giấy tờ khai sinh Việt Nam, cha mẹ Việt Nam đem qua thì nó không được hưởng cái quyền đó. Đây thì thưa quý vị, nhiều người đã biết cái tu chính án 14 này mà đã lợi dụng để mà du lịch vào Mỹ trong thời gian họ mang thai gần kỳ sinh nở rồi, và họ đã ở lại quá cái thời kỳ sinh nở để họ đẻ đứa con được lấy quốc tịch Mỹ. Và đương nhiên quốc tịch Mỹ thì sau đó họ sẽ tính cái chuyện là đứa bé lớn lên 18 tuổi, 20 tuổi sẽ bảo lãnh cho họ di dân trong chương trình đoàn tụ. Đây một cái chương trình rất là dài. Thì dĩ nhiên quý vị biết là khi họ vào đất Mỹ họ phải bịt cái bụng bao lại, tức là ví dụ họ mang bầu 5-6 tháng họ có thể họ nghịch bằng cái gen để cho nó kín lại, người ta không biết được, và họ phải khai gian với những nhân viên di trú để cái việc họ đi du lịch Mỹ là không có mang bầu để họ vào được Mỹ. Sau đó thì họ sẽ vào rồi họ sẽ ở lại để mà sinh đẻ. Thì trong cái thập niên vừa qua, hàng vạn đàn bà từ Trung Hoa lục địa đã đến Mỹ trong cái âm mưu này, trong mưu đồ này. Và thưa quý vị, họ đã đến đây nhờ nhiều tổ chức dịch vụ lo chu đáo cho họ, từ thông hành cho đến visa, rồi đưa đón khách sạn, rồi bệnh viện, làm tất cả giấy tờ hộ tịch. Đó là cái chi phí của họ phải trả cho cái dịch vụ đó là thưa quý vị từ 40.000 đến 80.000 đô la cho mỗi người đàn bà. Và từ trước đến nay báo chí đã nhiều lần thanh thu vụ này rồi, nhưng mà hình như là chính quyền ít quan tâm, bởi vì quả thực rất là khó truy lùng. Cái bọn dịch vụ này nó biết đủ mọi cách để nó che đậy và nó qua mặt. Nhưng mà hôm thứ Ba vừa qua thì nhân viên của Bộ Nội an đã càn quét một cái khu địa ốc giàu có mang tên là The Caroline ở thành phố Irvine, tiểu bang California. Và nơi đây là cung cấp cho những người đàn bà tàu đủ mọi thứ dịch vụ cho đến khi sinh đẻ. Và đó coi như là một khách, họ coi đó là khách sạn hộ sinh dành cho phụ nữ Trung Hoa. Và những người đó họ sống ở trong đó rất là kín đáo, nhưng may là có một số người xung quanh bắt đầu nghi ngờ, bởi vì họ thấy có những cái xe chuyển hàng, chuyển đến hàng thùng tả, nghĩa là hàng két, hàng xe tải tả lót, mà trong đó thì không thấy mặt những đứa trẻ ở trong cái khu vực đó. Cho nên cơ quan công lực đã càn quét, và sau đó càn quét thêm 20 nơi khác ở tại các quận Los Angeles, San Bernardino và Orange County. Rồi họ cũng xét hỏi 3 cơ sở du lịch thổ sản này. Nhưng mà thưa quý vị, theo luật Mỹ thì họ không bắt giữ ai mà chỉ thẩm vấn điều tra thôi. Và các sản phụ, các thai phụ thì vẫn được đối xử như các nhân chứng. Bởi vì khi mà họ càn quét như vậy là họ muốn tìm ra những cái bọn phạm pháp làm cái dịch vụ đó phi pháp mà thôi đó thưa quý vị. Vâng, thưa ông, khi mà họ làm như vậy thì họ có làm gì là phạm pháp thưa ông? Vâng thưa cô, theo luật thì những người đàn bà qua Mỹ để mà sinh đẻ, rồi sinh đẻ con là không có gì phạm pháp cả. Bởi vì ví dụ như có bà qua rồi bà thăm viếng gia đình rồi bà ở lại lâu bà sinh đẻ, cái đó đâu có gì phạm pháp cả. Nhưng mà vấn đề phạm pháp hay không là vấn đề gian trá khi mà xin cái visa để đi Mỹ. Ví dụ như nói là visa để đi Mỹ để mà du lịch hay là để học hành thì thường chắc cũng có khai về cái sức khỏe là không có mang thai. Nhưng mà họ đã khai gian là không có mang thai, nhưng mà quả thực họ đã có thai rồi. Đó, cái đó mới là phạm pháp, tức là vi phạm cái luật pháp về di trú. Thì nhưng mà cái chính phủ Mỹ hiện nay thì đang nhắm vào những cái dịch vụ, mà những dịch vụ đó nó kiếm hàng trăm ngàn đô la để khỏi khai thuế. Mà họ lo cho, nghĩa là những người đàn bà tàu này từ gọi là từ A cho đến Z. Và cái buồn cười nhất là họ đã làm sao bỏ giúp được cho những người đàn bà này sinh đẻ ở trong cái nhà thương của Mỹ với cái giá rất là hạ, dưới 4.000 đô la. Và có những người đàn bà họ làm thế nào để không trả một đồng nào cả. Nhưng mà quý vị hỏi con cái dâu rể quý vị đó, con cái quý vị đi sinh ở các bệnh viện đó, nếu mà không có insurance cover thì chi phí đến 20-30.000 đô la một cái ca mổ, một ca sinh đẻ. Nhưng mà những người đàn bà từ bên tàu qua đây họ chỉ trả có khoảng 4.000 hoặc là không trả đồng nào cả. Thì những cái người điều hành dịch vụ ở cái chỗ mà The Carline đó là bắt được là một tên là Chao Chen, một tên là Đông Ly. Thì bọn này nó dùng cái dịch vụ website để quảng cáo cho họ.
và họ cái những lời hứa hẹn ở trên website đó là hứa hẹn sẽ có quốc tịch Mỹ cho đứa trẻ này, hứa hẹn đứa trẻ lại Mỹ sẽ có 13 năm học miễn phí từ mẫu giáo đến hết trung học, rồi khi vào đại học sẽ có học bổng này, rồi sau đó sẽ mở đường cho các gia đình di dân đến Mỹ khi mà đứa trẻ đến tuổi pháp định để bảo lãnh cha mẹ và anh chị em. Đó. Thì cái tổ chức này nó cũng hướng dẫn cho các cái bà tàu đó cách thức để nói dối khi xin visa. Rồi họ hướng dẫn làm sao, đi như thế nào, đi từ Hawaii, đi từ Korea hay từ Las Vegas để đến Los Angeles để tránh cái sự nghi ngờ của nhân viên di trú ở tại phi trường Los Angeles. Rồi họ cũng chỉ cách để mà buộc chặt như thế nào để cho không có phát hiện ra người là người mang bầu. Thì cuộc điều tra cho thấy là có những cái bà mà đã xin đẻ không trả đồng nào hoặc chỉ trả có 4.000, nhưng mà theo dõi thì họ đã đi du hí ở sòng bài Las Vegas, rồi đã chi tiền mua sắm những thứ xa xỉ như là đồng hồ Rolex hay là những cái túi xách mà tắt tiền, họ chi đến vài trăm ngàn đô la cho những chuyến đi chơi như vậy. À, nhưng mà trong khi đó họ lợi dụng để họ ăn quỵt cái tiền bệnh viện của Mỹ. Đấy. Và ngoài ra thì cơ quan nội an cho rằng cái việc phạm pháp á, còn đi xa hơn cái việc gian lận visa nữa. Thưa quý vị, đó là việc thuế vụ. Những cái tên đó nó không lập hồ sơ thuế vụ. Như cặp vợ chồng của Chen, theo Chen á, thì nó không khai báo cái số tiền hàng trăm ngàn đô la trong cái tờ khai thuế. Rồi nó lại còn gian lận về vấn đề tình trạng hôn nhân, tức là hai vợ chồng này nó khai là ly hôn à, để cho chị vợ kết hôn với một người đến tàu đến qua, anh chồng kết hôn với một người bà tàu đến qua, chứ họ khai ráo như vậy để họ chuyển người từ bên tàu qua để mà xin cái thẻ xanh. Đấy. Thì thưa quý vị, đó là những cái việc mà chúng ta coi như là phạm pháp đó. Và ngoài ra thì chúng ta biết là cái con số mà trẻ em tàu trong mỗi một năm, theo báo cáo thì cho thấy đến mỗi năm là có 40.000 đứa trẻ sinh ra trong trường hợp này. Quý vị thấy 40.000 trong mỗi năm, nhân lên 10 năm là 400.000. Thì quý vị biết nếu 400.000 nó lớn lên nó bảo lãnh cha mẹ, anh chị em nó qua, nhân lên cứ mỗi đứa nó bảo lãnh được 3-4 người. Thì quý vị, nước Mỹ này mai mốt đây quý vị vào các trường học mẫu giáo, quý vị chỉ thấy là con nít tàu thôi, và đi ra đường cũng chỉ thấy xô xa mà thôi được, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, khi mà ông nói đến tàu thì chúng tôi xin mời ông trình bày về vấn đề ông Tập Cận Bình đã khuyến cáo Hoa Kỳ như thế nào, thưa ông? Dạ vâng, đây là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày, bắt đầu từ chương trình này cho đến những chương trình sau chúng tôi sẽ trình bày nhiều hơn về cái vấn đề này, tức là Tập Cận Bình bây giờ đó đã bộc lộ hẳn ra cái mưu đồ thống trị thế giới qua mặt Mỹ, mưu đồ thống trị thế giới. Bởi vì quý vị biết là mỗi một năm thường là trong cái bài thông điệp, cái bản thông điệp đầu năm đó, của cái thời mà kỳ chiến tranh lạnh, tức là còn cái thời Liên Xô đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản bao giờ cũng dùng cái bản thông điệp đầu năm này để mà có những cái tuyên truyền chống lại thế giới tự do. Và quý vị biết thế giới tự do là do Hoa Kỳ lãnh đạo. Thì tuy cuộc chiến tranh lạnh nói là nó qua nhưng mà nó không qua, Liên Xô sụp đổ rồi nhưng vẫn còn trung cảm đó. Thì thưa quý vị, năm này bài diễn ban đầu năm Tập Cận Bình cũng lại nhắm vào Hoa Kỳ, và như là để nhắc nhở, cảnh cáo cho Hoa Kỳ biết rằng á, kẻ thù số 1 của Mỹ không phải là Nga đâu mà chính là nước Trung Hoa đó. Bởi vì cái bài diễn văn rất là dài, quý vị biết những cái bài diễn văn của Cộng sản là khi nào cũng khoe thành tích phát triển thì vừa hết cả rồi. À, những thành tựu về quân sự không gian gì đó. Nhưng mà trong bài diễn văn vừa qua, Tập Cận Bình đi xa hơn khi nêu ra những sáng kiến có tính chất quốc tế toàn cầu. Và ông Tập này đã không ngần ngại bộc lộ cái tham vọng toàn cầu của mình và nói thẳng ra về những cái tính quyết liệt và trực tiếp với Hoa Kỳ. Và những cái tham vọng này nó đã thể hiện từ trong năm 2017, khi quý vị biết cái bài diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ở Swiss. Rồi kế đó tại cái diễn đàn Vành đai và Con đường, thì Tập Cận Bình đã tự cho mình là người bảo vệ cho sự toàn cầu hóa về kinh tế. Rồi trong đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Hoa năm ngoái, thì Tập đã bày tỏ cái viễn tưởng của mình qua cái sự tác động cổ vũ cái tinh thần quốc gia của người Tàu khi kêu gọi một cái lực lượng vô địch của 1 tỷ 3 người.
rằng Trung Hoa có một sân khấu chính trị vô biên, có một di sản vĩ đại của lịch sử mà không quốc gia nào trên thế giới này sánh bằng, và nhất là có một quyết tâm không ai lay chuyển được. Và thưa quý vị, trước tập đã có những lãnh tụ trung thành, đã có những mưu đồ như vậy, nhưng mà chưa ai ngạo mạn như lần này của Tập Cận Bình. Ví dụ như trước đây Tập Cận Bình á, Đặng Tiểu Bình thì còn chủ trương là che đậy cái thực lực của mình để mua cái thời gian. Cái thời Hồ Cẩm Đào thì còn chủ trương một nước Trung Hoa khởi dậy trong hòa bình mà thôi. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy lãnh tụ Trung Cộng Tập Cận Bình đã không che giấu cái tham vọng của họ trong thời đại mới, là dẫn dắt Trung Hoa đến vai trò lãnh đạo thế giới bằng sức mạnh kinh tế, kỹ thuật và khả năng quốc phòng, và sức mạnh tổng hợp của quốc gia mà theo ông có dùng trong cái bài dân anh, ông có dùng chứ đánh và chiến thắng. Vâng, thưa ông, kế đến thì xin ông cho biết hai cái điểm quan trọng trong cái bài diễn văn mà chúng ta cần phải chú ý tới, thưa ông. Vâng, thưa cô, tôi có theo dõi một phần và tôi cũng có nhận định như thế này. Có nhiều người bảo là cái bài này là cái phản ứng của Tập Cận Bình trước cái bài diễn văn của ông Trump, tức là cái chương trình của ông Trump, cái khẩu hiệu của ông Trump đề ra là America First. Nhưng mà không phải đâu, thưa quý vị. Không phải ông Tập Cận Bình là đối đầu với America First đâu, mà cái đó là khuynh hướng và tham vọng nó sẵn có và tiềm tàng từ khi Mao Trạch Đông lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, cho đó không có mới. Bởi vì trước đây Mao đã từng viết nhiều bài chủ trương là sẽ vượt qua mặt Mỹ, sẽ tống Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương. Rồi cái người kế tục Đặng Tiểu Bình thì muốn cật lực vượt Trung Hoa ra khỏi sự nghèo khó và tiến lên sân khấu chính trị quốc tế. Nhưng mà các lãnh, rồi những cái lãnh tù kế tiếp sau Đặng Tiểu Bình thì không nhìn cải tổ binh bị. Quý vị thấy là chỉ có mấy chục năm trước đây binh bị của Trung Cộng như thế nào và bây giờ như thế nào thì quý vị biết. Tức là họ dốc lòng, họ phát triển. Và họ đã phát triển những cái thứ hỏa tiễn chống hàng không mẫu hạm, các vũ khí chống vệ tinh để mong rằng sẽ cân bằng với lực lượng với Hoa Kỳ trong một tương lai có thể vượt được nữa. Và lần này thì Tập Cận Bình cũng chỉ thực hiện cái tham vọng đó thôi, chứ không có gì mới cả. Tức là thực hiện cái tham vọng mà lần này thì bày tỏ một cách công khai mà thôi. Đấy. Còn cái điểm thứ hai ấy, là, thưa quý vị, cái điều này là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Tức là Trung Cộng nó vẽ ra một cái hình ảnh của thế giới hòa bình, độ lượng, đầy nhân tính mà họ sẽ vươn tới để nắm giữ cái vai trò lãnh đạo. Tức là họ sẽ lãnh đạo để cho thế giới được hòa bình, được tốt đẹp, tươi đẹp. Nhưng mà điều này, thưa quý vị, đó là một cái sự ngụy tạo. Bởi vì trong cái bài diễn văn vừa nói, vừa tên đó, thì ông Tập Cận Bình đã tự phong tước hiệp sĩ cho Trung Hoa. Tự phong cho Trung Hoa là người bảo vệ trật tự quốc tế. Ông nói rằng, nguyên văn là, Trung Hoa có thiện ý hợp nhất các dân tộc trên thế giới để tạo ra một tương lai tươi đẹp của một nhân loại phồn vinh và hòa bình vĩ đại nhất. Đấy. Thì bây giờ thực tế hòa bình, phồn vinh và nhân ái như thế nào thì quý vị biết. Trung Hoa hàng ngàn năm trước, nó chỉ là một cái sắc dân hoa hạ quanh quẩn ở cái miền Đông Bắc nước Tàu ngày nay mà thôi. Nhưng mà trong quá trình hàng ngàn năm, nó đã xâm lăng, nó chiếm Manchuria, nó chiếm Mongolia, nó chiếm là Xinjiang, nó chiếm Tibet, là bao nhiêu lần nó muốn chia xuống chiếm Việt Nam nhưng đã bị thất bại ở tại Việt Nam. Ngày nay nước Trung Hoa nó rộng đứng hàng thứ nhì thế giới cũng nhờ cái quá trình xâm lược và chiếm đóng của nó. Cho nên nói rằng người Trung Hoa là một cái dân tộc muốn chủ trương hòa bình và hữu nghị là một cái điều rất là mâu thuẫn. Rồi Tập Cận Bình có nói lên sự ủng hộ để giải quyết vấn đề thay đổi thời tiết khí hậu. Quý vị nhớ là ông Trump ông rút ra khỏi cái thỏa ước Paris bởi vì cái sự đóng góp bất công cho phía Mỹ. Trong khi đó Trung Cộng nó nói nó muốn giải quyết thì nó ngược lại, nó là cái nước thả ra trong cái bầu khí quyển chúng ta là một cái lượng thán khí cao nhất rồi. Mà về phương diện đóng góp thì coi như nó chẳng đóng góp gì cả so với một cái số dân 1.4 tỷ thả ra một cái lượng khí CO2 có thể nói là 60% tất cả của thế giới gom lại, mà nó bảo nó muốn là người để giải quyết cái vấn đề thời tiết khí hậu thì rất là mâu thuẫn. Rồi Tập Cận Bình cũng thề thốt rằng là sẽ bảo vệ cái thẩm quyền và hiện trạng của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị nhớ rằng là Liên Hợp Quốc gồm có những quốc gia cầm quyền, chính quyền, tiến đến cái nắm chính quyền qua bầu cử, hình thức bầu cử, chứ không phải như Trung Cộng là tiến đến nắm chính quyền qua cái nòng súng. Quý vị nhớ, Trung Cộng là chính quyền nằm trên cái nòng súng.
Cho nên tất cả những cái điều mà Tập Cận Bình nói ra như vậy, chẳng qua chỉ những cái lời vãi vời mà nó hoàn toàn mâu thuẫn với cái bản chất của Trung Cộng, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, khi mà ông giải thích như vậy thì xin ông cho quý vị thính giả một vài nhận xét về cái thực tế về vấn đề này, thưa ông. Vâng, thưa tôi thì cái thực tế nó rõ ràng đây này. Ví dụ như chúng ta thấy cái hành vi mà gọi là bảo vệ hòa bình và nhân đạo của ông Tập Cận Bình vẽ ra, thì cái thực tế này là đi Trung Cộng từ mấy chục năm này là đi ngược lại quốc tế công tác, vấn đề xâm lăng Biển Đông, vấn đề chiếm cứ các đảo của nhiều nước bằng vũ lực, trong đó có cả Việt Nam, Philippines, của Taiwan, của Nhật Bản. Rồi trong đó tại Biển Đông, nó đã quấy nhiễu những thương thuyền, ngư thuyền trong vùng đó, trong vùng đang còn tranh chấp. Nó đã cho tàu bay, và thưa quý vị, mới nhất là mới, rất là mới, tức là vừa rồi là hàng không lên Việt Nam, nó lên tiếng, nó tham thiền rằng phi cơ của tàu nó bay trên cái vùng mà cái không phận, tuy là không phận quốc tế nhưng mà nó bay một cách là không có kiểm soát, một cách là không có thông báo, tức là bay bừa bãi và có thể gây nguy hiểm cho các phi cơ qua lại ở cái vùng Biển Đông. Thì đó, quý vị thấy nó nói rằng nó hòa bình nhân đạo nhưng mà nó toàn làm những cái chuyện phi pháp. Rồi khi mà cái tòa án thường trực quốc tế năm 2016 nói về vấn đề Biển Đông, bác bỏ cái sự quyền của Trung Cộng, thì nó, Trung Cộng nó đã từ chối quyết định đó, nó đã bác bỏ quyết định đó. Rồi nó tiếp tục là nó thủ lợi qua những cái giao thương với các nước, mà luôn luôn là Trung Cộng nó chiếm cái phần hơn, ngay cả giao thương với Mỹ, Trung Cộng cũng chiếm phần hơn, đến nỗi mà Tổng thống Trump đã nhiều lần đã nói. Rồi nó cũng tạo ra nhiều khó khăn, cấm cản hàng hóa các nước nhập cảng vào Trung Hoa. Trong khi ngược đó, ngược lại nó tuôn ồ ạt các thứ hàng kém phẩm chất vào các nước khác. Chúng ta đi chợ, chúng ta biết mua hàng gì của tàu về cũng xài một hai ngày là dùng. Rồi ngoài ra về vấn đề, Mỹ đã từng than phiền là Trung Cộng ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ để thu lợi. Rồi khi mà giao thương về kinh tế thì họ dùng cái giao thương đó, đó như là một cái vũ khí để bắt nạt các nước nhỏ tại Á Châu. Ví dụ như vừa rồi Trung Cộng lợi dụng cái sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên để ngăn cấm không cho du khách của tàu đi qua Nam Hàn. Rồi lại hạn chế các thứ hàng về khoáng chất hiếm không cho nhập cảng qua Nhật Bản. Hay là họ đã giữ nông phẩm của Philippines cho đến khi hư thối ở tại các thương cảng của Trung Hoa. Và luôn luôn chúng ta thấy là Trung Cộng luôn chơi cái trò ma bùn. Ma bùn mà chúng ta còn nhớ là thời xưa, năm trước năm 75, chúng ta biết cái bọn gian thương ở Chợ Lớn nó đã từng làm phá hoại kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại thì chúng ta thấy Trung Cộng cũng đang làm những cái trò đó. Thì nói tóm lại, Trung Cộng bây giờ nó cho là cái từ thế giới mà Mỹ chủ sướng, là nó nói đó là cái áo mà không còn mặc vừa nữa. Cho nên nó đã trở thành quá khứ và bây giờ là phải may một cái áo mới, và cái áo đó là Trung Cộng mặc vào. Đấy. Thì một khi mà Trung Cộng đã trở nên tự tin hơn để bộc lộ cái tham vọng quyền lực khắp thế giới, thì thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng nên xét lại quan điểm của mình về cái thiện ý từ bao nhiêu năm này đã muốn giúp cho nước Trung Hoa lớn mạnh. Đấy. Và Hoa Kỳ cũng phải nhìn thấy một Trung Hoa có một cái khả năng thách thức mạnh hơn cả Liên Xô đó. Bởi vì vậy cho nên cho cái trong thời gian qua, nếu mà khuynh hướng của ông Trump muốn đi gần lại thằng Nga để mà đánh Trung Cộng, thì tôi thấy cái điều đó là điều hợp lý, bởi vì Nga nó không nguy hiểm bằng Trung Cộng. Nga nó có thể nó hung ác, nó có thể vũ khí bạo hung ác, nhưng về cái bản chất gọi là mang cá thì không có bằng một chút nào của Trung Cộng cả. Thì các nhà phân tích chính trị và kinh tế thì họ cho rằng Trung Cộng có thể có cơ hội qua mặt Mỹ vào khoảng năm 2030, tức là khoảng 12 năm nữa thôi, thì nó sẽ qua mặt Mỹ. Và cái điều này, nếu mà điều này xảy ra, thì coi như đây là một sự bại trận của Hoa Kỳ mà không cần phải nổ một tiếng súng. Bởi vì chúng ta còn nhớ, tôi có nhắc lại là cái câu trong bài diễn văn của Tập Cận Bình, có nói là Trung Cộng có khả năng đánh và chiến thắng. Thì hiện nay chỉ có Hoa Kỳ là đối thủ có khả năng đương đầu với Trung Cộng thôi. Nếu Hoa Kỳ không hành động thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nhìn thấy Trung Cộng ở trên thế giới, như là tàn lan ở trên thế giới, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, cũng trong chiều hướng nói về Trung Cộng thì trong tuần vừa rồi, nếu chúng tôi không lầm, có sự căng thẳng giữa Trung Cộng và Nhật Bản trong cái khu vực quần đảo Senkaku, đúng hay không thưa ông? Vâng, thưa cô, cái quần đảo này nó tranh chấp cũng đã rất nhiều năm rồi, nhưng mà vừa rồi nó tiến thêm một bước.
đó là thứ tư vừa rồi thì Trung Cộng đã đưa một chiếc tiền thủy đỉnh loại tấn công có trang bị hỏa tiễn nguyên tử vào cái vùng đảo này. Và đi kèm đó thì còn có một cái khu cục hạm nữa. Đấy. Thì cái ông Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, đã cho hay là Nhật phát hiện cái chiếc tiền thủy đỉnh này thuộc cái thế hệ sang, là nó có khả năng mang thủy lôi và hỏa tiễn nguyên tử tầm xa. Cái chiếc tiền thủy đỉnh này nó dài 360 feet, tức là khoảng 120 mét, và có khả năng hoạt động rất dài ngày và lặn rất sâu dưới đáy biển. Thì đi kèm với cái tiền thủy đỉnh này còn có cái chiến hạm Giang Cai, tức là loại khu trục 4.000 tấn. Thì nó chỉ đến có một hôm, rồi hôm sau thì nó biến đi. Nhưng mà ông Nhật Bản thì cho rằng đây là hành trình đơn phương do phía Trung Quốc cố thách thức để tạo thêm cái sự căng thẳng. Thì quý vị biết là cái khu vực mà đảo đó, cái vùng biển đó, thực tế nó cũng chưa hẳn là hải phận của Nhật Bản. Nhưng mà theo về cái luật về hàng hải thì nó như thế, cái vùng đó nó gọi là contingent. Tức là ví dụ như một cái đất liền, từ đất liền ra 12 hải lý thì đó là lãnh hải của một nước. Nhưng mà thưa quý vị, dưới cái thềm lục địa đó, cái đất mà nó tiếp ra ngoài biển, tức là dưới cái đáy biển, cái đất nó còn kéo dài thêm 12 hải lý nữa. À, thành thử nó có thể nói là đến 24 hải lý. À, đó là cái vành an toàn của một nước. Đấy. Thì ngày nay cái vùng mà Trung Cộng cho tàu vô đó là nó nằm trong khu vực của 24 hải lý. Và ngoài ra thì Trung Cộng còn loan tin là họ đã đưa đến cái vùng tranh chấp đảo đó là 3 chiếc tàu tuần duyên để hoạt động nữa. Và quá khứ đã có nhiều lần họ đưa chiến thuyền vào đó rồi, nhưng mà cũng đã từng bị Nhật cảnh cáo, cho nên chúng tôi không biết là lần này nó sẽ đi đến xa hơn hay là không thì chưa biết được, đó thưa cô. Thưa ông, bên cạnh gọi là có những cái hành động khiêu khích với Nhật Bản, thì đối với Taiwan thì Trung Cộng có hành động gì hay có thái độ gì hay không thưa ông? Thưa cô, đối với Taiwan thì từ trước đến nay là Trung Cộng vẫn coi Taiwan là một cái tỉnh lệ thuộc của họ, trực thuộc của nước Tàu, và coi như Taiwan là một tỉnh mà gọi là nổi loạn, cho nên luôn luôn đòi là dùng quân sự để tái chiếm Đài Loan, để giải phóng Đài Loan. Và trong khi đó Đài Loan thì cái khuynh hướng là muốn độc lập và muốn là một nhà nước độc lập. Quý vị nhớ là trước đây Đài Loan là nước Cộng hòa Trung Hoa, nó là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà tại vì sau đó Trung Cộng nó mạnh quá và nó quấy quá, cho nên quốc tế đang nghĩ rằng nên cho cái con cọp này một cái tư thế hợp pháp để mà kềm nó lại, cho nên đã cho nó vào cái vai trò của nước Trung Hoa, tức là nó ngồi trong Hội đồng Bảo an và họ đẩy cái nước Đài Loan ra ngoài. Cho nên phải nói là nước Đài Loan là một người rất là đáng thương, bởi vì nó là một quốc gia, nó là một hội viên mà rốt cuộc nó mất toàn bộ cái tính chất đó. Thì cho nên, nhưng mà đến giờ phút này Hoa Kỳ vẫn coi như là người bảo trợ cho Đài Loan. Hoa Kỳ đã có một cái lời hứa với Đài Loan là không bao giờ để Trung Cộng xâm lăng Đài Loan được. Cho nên mỗi lần có chuyện gì đó thì Hoa Kỳ thường cho máy bay và tàu chiến, hàng không mẫu hạm đi tuần tiễu xung quanh đó để mà ngăn chặn Trung Cộng. Thì thưa quý vị cũng biết Trung Cộng có một cái hàng không mẫu hạm gọi là Liêu Ninh. Đó là một chiếc tàu phế thải mục rỉ, nó đã từng nằm ụ ở tại Ukraine, mà anh Trung Cộng nó mua đem về. Quý vị biết Trung Cộng là chuyên môn làm hàng giả và hàng mã đó. Hàng mã là quý vị biết rồi, là giấy má rồi sơn phết lên rồi màu mè kim tuyến để mà đi cúng đó. Thì Trung Cộng là chuyên môn làm cái hàng mã đó, là giỏi lắm. Cho nên cái tàu rỉ mục đó nó đem về, nó sơn phết, nó tân trang, trở thành một cái hàng không mẫu hạm. Coi ngoài thì đẹp đẽ, đồ sộ đẹp đẽ lắm. Và coi như đó là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Trung Cộng. Thì tuy chưa biết thực chất ở bên trong như thế nào, nhưng mà cái bộ dạng bên ngoài thì nó cũng đủ sức để hù dọa mấy cái nước nhỏ trong vùng rồi. Thì thứ tư tuần vừa qua, trong lúc mà song song với cái việc đưa tiền thủy đến và khu trục hạm vào biển của Nhật, thì Trung Cộng lại cho chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này diễu võ dương oai ở eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, eo biển Đài Loan nó rất là hẹp, nó ngăn cách Hoa Lục và cái đảo quốc Đài Loan. Thì việc này cũng coi như là một sự thách thức và một hành động hiếu chiến, và có thể làm leo thang các cuộc thao dược quân sự trong tương lai, và nó làm tăng cái nỗi lo sợ của một cuộc xâm lăng của Trung Cộng đối với Đài Loan.
hàng chục năm trước khi tôi còn ở quân đội thì quý vị biết ở tại Đài Loan nó có hai cái hòn đảo gọi là Kim Môn và Mã Tổ. Nó nằm rất là sát với cái phía Hồng Kông. Và gần như là thời đó là Trung Cộng, nghĩa là gần như ngày nào cũng pháo kích vào hai cái đảo đó của Đài Loan cả. Nhưng mà sau một thời gian thì nghe im rồi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng này nó cũng khơi dậy một cái hành vi gọi là đe dọa và xâm lăng. Thì dĩ nhiên cái chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh nó đi vào cái vùng biển này thì nó cũng có những cái tàu khác, khu trục hạm khác đi theo để hộ tấm. Và thưa quý vị, nó cũng có cái điều đáng nói là nó cái biển, cái eo biển thì nó ngăn cách ra hai bên, thì nó chỉ đi cái phần biển bên kia chứ không có đi vào cái phần biển của bên Đài Loan. Đấy. Thì sau khi diễu võ dương oai một hồi thì cái đoàn tàu này nó rời khu vực để di chuyển về phương Bắc. À, nhưng mà cái việc mà xuất hiện của cái tàu này ở tại đây không phải là chỉ có đe dọa đến Đài Loan mà còn gây ảnh hưởng đến những thương thuyền đi qua trong cái vùng biển đó, bởi vì đó là cái vùng, đó là con đường hải lộ thông thương của nhiều thương thuyền khác nữa. Thì thưa quý vị, tuy Đài Loan nó nhỏ như vậy so với Trung Cộng nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à, nhưng mà nó cũng có một quân lực rất là tiên tiến, hùng hậu lắm. Và cái vũ khí của Đài Loan là vũ khí được trang bị, được mua từ Hoa Kỳ. Và như tôi có nói là tuy là Đài Loan nhỏ và không được thế giới công nhận, nhưng mà Hoa Kỳ hiện nay là cái nước bảo trợ cho Đài Loan, sẵn sàng nghĩa là đứng ra để mà yểm trợ cho Đài Loan hết mình. Cho nên Đài Loan cũng không phải là con mồi dễ nuốt đâu. Đấy. Thì ngoài ra chúng tôi cũng biết là trong một cái cơ quan gọi là từ Washington Free Beacon cũng có tiết lộ rằng là Trung Cộng đã soạn sẵn một kế hoạch xâm lăng Đài Loan vào năm 2020. Nó trùng hợp với cái việc mà Trung Cộng nó sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng cũng vào năm 2020. Nếu như cái trường hợp mà gọi là Hiệp ước Thành Đô là có thật, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là đáng buồn. Nhưng mà hiện nay cái bà Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Chủ Cấp Tiến là một người rất là cứng đầu. Bà này không phải là người dễ đe dọa và chế trị đâu. Cho nên bà luôn luôn mà tuyên bố bà sẽ duy trì tình đảng độc lập của Đài Loan bằng mọi cách. Mặc dù bên ngoài thì bà bày tỏ mong muốn hòa hoãn với Trung Cộng, nhưng mà chắc chắn bà không để mất cái chủ quyền và lối sống của người Đài Loan, tức là một cái lối sống dân chủ tự do từ bao nhiêu năm nay. Vâng, thưa ông, nói ra như vậy thì từ nay cho tới năm 2020 thì đâu còn bao xa nữa phải không? Thưa ông, chỉ còn cả 2 năm nữa thôi. Chúng tôi hy vọng rằng phải có một thái độ nào đó chứ không có thể để cho ăn tàu tràn lan khắp nơi, qua khắp nơi trên thế giới. Phải nói là họ cứ như là một cái vết dầu loang vậy. Không biết Miley nói như vậy có đúng hay không thưa ông? Thưa cô, đúng hoàn toàn đúng, bởi vì trong bài tới thì tôi sẽ đề cập đến vấn đề Trung Cộng nó xâm lăng Hoa Kỳ bằng văn hóa. Bởi vì hiện nay như tôi biết là có khoảng 500-600 trường đại học của Hoa Kỳ đã có một cái gọi là Viện Khổng Tử. Viện Khổng Tử, mà không phải là Viện Khổng Tử như ngày xưa chúng ta biết là để truyền bá cái đạo đức của Khổng Mạnh đâu, không phải đâu. Mà đây là một cái tổ chức tuyên truyền của Trung Cộng và nó sẽ đem cái văn hóa tuyên truyền của Trung Cộng qua Mỹ, cũng như là cái vụ tôi nói là mỗi năm đẻ ra 40.000 đứa con nít tàu đó, rồi hàng hóa của tàu tập nhập. Thì tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó các cô với tôi cũng phải nên đi học từ đầu đi là vừa đó. Đấy. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Mali hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới để tiếp tục nghe về những cái vấn đề liên quan tới tàu cộng. Vâng, Mali xin được thành thật cảm ơn ông với những tài liệu ông đã soạn thảo cho chương trình ngày hôm nay. Mali xin được hẹn.